Okay, I'm a girl! Wait, I got that guy! Đứa nào? Đứa nào? Dám ném bóng nước của anh kìa xác hả? Anh mà biết đứa nào ném bóng nước của anh kìa xác, biết tay anh đây. Cảnh sát đi rồi. Wow, quá trời trẻ mọi người luôn. Ha, cảnh sát gì? Có kẹo hamburger đó ngoài này các bạn. Ngon. Đứa nào ném bóng nước vào anh thì xác hả? Anh thì xác là biết cái tay anh đây. Trời ơi, ăn một cây không đủ ngon các bạn. À các bạn ơi, phải ăn hết kẹo ra thì xác các bạn. Đứa nào ném bóng nước vào anh cảnh sát hả? Anh cảnh sát mà biết á, là biết tay anh đây. Ai? Bên trái hay bên phải? Kẹo hamburger ngon thế. Lại ăn kẹo hamburger đi nè các bạn. Ngon quá. Ai đem bông nước vào anh xác hả? Hả? Các bạn ơi, mình bị lừa rồi. Thùng kẹo hamburger của mình. Trời ơi, ăn hai cây chưa đã. Phải hết viên cái bộ bông cho các bạn. Trời ơi, mình ra hết thùng kẹo rồi xác. Đảo cái mồi đi các bạn. Tên trộm kia, đứng lại đi. Trả kẹo hamburger đi. Ha, cảnh sát gì? Tên trộm kia, đứng lại. Hả, thùng kẹo dẹp hamburger mình rồi. Lướt già đầu rồi, còn bị lừa nữa các bạn ạ. Tên trộm kia, trả thùng kẹo dẹp hamburger đi. Cảnh sát. Các bạn ơi, ăn kẹo hamburger đó các bạn. Ngon quá. Cướp kia đứng lại. Tên cướp kia đứng lại. Tên cướp nó chạy đâu rồi? Anh bắt được á là biết tay anh đấy. Ha, các bạn ơi, tên cảnh sát làm gì đủ đẳng cấp để bắt được mình. Ăn kẹo tiếp thôi. Kẹo ngon quá. Tên cướp kia đứng lại, đừng để anh cảnh sát bắt được. Hả? Tên cướp trả thùng kẹo đây. Ha, cảnh sát chạy thôi. Cảnh sát các bạn. Ha, chạy đi đâu, làm sao thoát được khỏi tay anh cảnh sát. Chạy thôi. Ha, lại là cảnh sát à. Có giỏi thì chạy nữa đi. Chạy làm sao thoát khỏi tay anh. Chạy đi chạy. Đứng lại. Anh bắt một đẳng cấp để bắt em đâu. Tên trộm kia đứng lại. Bắt tung kẹo xuống. Đi về phường. Anh lên đây thả gì.